Hay, chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha thì à, hôm nay thì à, nam cũng à, đến với cái vườn sầu riêng thì à, vườn này thì vườn 6 sáu con thì à, nhiều bà con nông dân hỏi nam á thì à, tại sao mà những vườn mà à, vườn sầu riêng nam làm clip á thì à, cái cây nó lại xanh quá thì bà con nông dân hỏi nam là à, xài phân thuốc gì thì à, sẵn tiện đây thì à, nam cũng chia sẻ cho quý con nông dân mình về cái à, cái cái phần cái phần mà thường là nam sẽ cho gãi cái sầu riêng nha quý con thì đối với sầu riêng thì quý bà con nông dân mình biết rồi thì đặc tính của cây sầu riêng á hầu như là nó khoái về nó chiếm cỡ khoảng tầm khoảng từ 60 phần trăm là về cái nền đất là hữu cơ còn 30 40 phần trăm là về NPK thì đối với trường hợp khi nào mà mình gãi hữu cơ và khi nào cây sầu riêng khoảng bao nhiêu tháng tuổi thì mình biết bắt đầu là cho nó thêm NPK vào thêm để cho cây nó lớn gốc và nó bự cành thì đối với sầu riêng á, thì quý vị con nông dân mình có thể là gơi vào tầm khoảng từ khi mình trồng cho đến cỡ khoảng tầm khoảng từ 15 tháng tuổi thì trong phạm vi này thì quý bà con nông dân của chúng ta chủ yếu là đi cái hữu cơ dùm cho nam là chủ lực để giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó nhanh phát triển và nó sẽ bình ổn hơn cái cây của chúng ta nó hạn chế về cái vấn đề là bị thúi gãy. đó thì còn về cái nbk thì từ khi 14-15 tháng đậu lên thì quý bà con nông dân của chúng ta là kim về thêm vô cho nam là bk vô thêm để thứ nhất là gì cho cây của chúng ta nó gọi là nó nhanh phát triển và nó sẽ mập gốc mập cành. Còn đối với cái hữu cơ á thì quý con nông dân hỏi nam là mình hiện tại giờ vườn đang sử dụng cái hữu cơ dạng gì mà sau mà bộ lá nó đẹp quá thì hôm nay sẵn tiện đây thì nam cũng quay cái clip để gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta thì cái hữu cơ hiện tại giờ nam đang cho những nhà vườn của bên Sầu riêng đang xài á đó là cái hữu cơ dạng viên nha quý con hữu cơ dạng viên thì đây thì đây hình đây quý con thì cái hữu cơ này là nhập khẩu từ Hàn Quốc bao này đó là 20 kg nha quý con rất là nhẹ luôn cho quý con nông dân nhà vườn của chúng ta dễ xài dễ bưng giác này nọ vô cái vườn của chúng ta cái thứ hai nữa là về cái thành phần hữu cơ ở đây á, thì rơi vào khoảng là 70 phần trăm cho đến 80 phần trăm là hữu cơ còn ở đây là trong đây đó là đạm nitrogen là nó rơi vào khoảng là 2.8 phần trăm còn lăng là hai chấm phần trăm, còn kali uh, là hai phần trăm. thì uh, về ở đây á, thì được cái là trong cái hữu cơ mà dạng của nhập á quý con, thì ở đây nó sẽ tăng cường cho quý con nông dân của chúng ta đó là cái humic acid và cái fulvic acid đó nó thêm được cái này nữa cho quý con nông dân của chúng ta. thì cái này là chủ yếu là gì? nó kích thích cái bộ rễ cho cây trồng của chúng ta. thì hữu cơ nén á, thì dạng viên á nhập khẩu á, thì quý bà con nông dân của chúng ta thấy nè, cái dạng viên nè nói chung là về cái độ bóng thì rất là ok rồi độ ẩm cũng tương đối là ổn nè quý con thì khi quý con nông dân của mình gãi cho cái cây sầu riêng á thì nó sẽ bung ra nó sẽ nở ra thì nó giữ ẩm nè như chẳng hạn là tháng mùa nắng á thì thường là sầu riêng tháng mùa nắng á, là nam sẽ ưu tiên sử dụng những cái dòng phân hữu cơ như dạng viên như thế này đó thì hữu cơ dạng viên được cái là gì nó sẽ giữ ẩm tốt hơn cái dạng bột nữa quý con nó giữ ẩm tốt hơn đó thì dạng viên khi mà mình gãi á thì nó sẽ giúp cho cái quá trình gọi là gì đất của chúng ta nó gọi là tươi xốp nè nó tăng cường cái thành phần hữu cơ vào để cho cây của chúng ta nó sẽ giữ được cái màu xanh cho cây và thêm cái nữa là gì nó được cái là nó kích thích cái bộ rễ của cái cây sầu riêng của chúng ta để giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó nhanh lớn nhanh phát triển và nó có được cái bộ lá nó khỏe hơn con thì cái bộ lá nó dày nó bóng đó. À, thì cái hữu cơ dạng viên này á thì à, nói chung là cái mùi á thì cái hữu cơ này là hữu cơ của Hàn Quốc đó quý con cái mùi của nó là không có nồng hoặc là không có thúi mình nói đại khái là không thúi đi cho quý con nông dân mình dễ hiểu nha nó không có thúi cái mùi hữu cơ mà gì của dạng Hàn Quốc này á nó có cái mùi nó hơi thơm thơm nó thơm thơm còn đối với trường hợp mà quý con nông dân mình gãy những cái dòng phân mà dạng gọi là dạng dạng viên này nè mà nó hơi thúi á đó là nói chung là nó nó cũng gọi là hơi đậm cao còn riêng bên nam á, là cái hữu cơ này á nam cho quý nhà vườn chúng ta xài á, là cái dạng hữu cơ hàn quốc nhập từ hàn quốc nguyên đai nguyên kiện luôn đó thì nói chung là về cái chất lượng thì quý con nông dân mình cứ yên tâm thì cái viên hữu cơ thì nói chung là nó cũng tầm khoảng 6 ly 6 ly thôi nè 6 ly thôi đó thì đầu ảnh nó cũng vừa phải khi mà chúng ta tưới nước vô á gãi xong rồi chúng ta tưới nước vô là bắt đầu nó sẽ bung nó nở ra đó, để giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó cực kỳ nhanh phát triển và có lấy được cái bộ lá đẹp xanh thì đó là nam cũng chia sẻ với con nông dân của chúng ta về cái cái hữu cơ mà thường là những nhà vườn thì hiện tại giờ là cây già hay là cây tơ hay là cây con thì nhà vườn chúng ta hiện tại giờ đang gãi cái dòng hữu cơ dạng viên này khá là nhiều đó thì hữu cơ dạng viên trên thị trường thì quý con nông dân mình biết rồi nào là của nga pháp gì đó nhóc hết nhưng mà bên nam thì lại lựa chọn một cái gọi là cái nước mà uh, Hàn Quốc để bên nam nhập khẩu về để cung cấp và đưa cho bà con nông dân của chúng ta sử dụng trên cái cây ăn trái của chúng ta về cái hữu cơ đó, thì quý con nông dân mình đó, thì có thể là mình gãi không riêng về cây sầu riêng có thể là mít nè mít thái mít Indo nè hoặc là tất cả những cây ăn trái nữa, quý con chứ không phải là chúng ta chỉ chiên về cái cái, cái cây sầu riêng là không có tại vì hữu cơ thì quý con nông dân mình biết rồi nó gãy được cho tất cả những loại cây trồng của chúng ta để giúp cho cái gì đất của chúng ta nó gọi là nó sẽ được gọi là tươi xốp đất nè cây trồng của chúng ta nó sẽ phát triển và được một cái nữa cốt lõi nữa đó là gì khi mà chúng ta gãy hữu cơ á được cái là gì nền đất nè cây của chúng ta nó cũng gọi là cái tuổi nó dài hơn đối với phần hóa học phân hóa học khi chúng ta gãi thì cái cây sầu riêng thì hoặc là những cây ăn trái khác thì cái tuổi thọ của nó ngắn hơn còn đối với trường hợp mà những cây ăn trái mà chúng ta chuyên gãi về hữu cơ thì cây của chúng ta nói chung là nó có gọi là cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn quý con nó giúp cho cái tuổi thọ cây mình nó cao hơn thì ở đây thì nói chung là vườn sầu riêng này thì cũng gãi cái phân hữu cơ viên của bên Hàn quốc nào quý con thì hẫm gài thì nói chung là cũng một số anh em thì cũng hỏi nam là cái bao hữu cơ viên này thì có nhập về đại lý hay chưa thì xin thưa đến tất cả quý con nông dân của chúng ta thì tất cả những đại lý ở miền tây cả thậm chí miền đông thì cũng đã nhập về để phục vụ cho quý con nhà vườn chúng ta rồi thì hôm nay thì sẵn tiền đây thì nam cũng chia sẻ cái đoạn clip này về gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta thì để mục đích là gì truyền đạt những cái gì mà nam biết để gửi đến tất cả quý con nông dân để làm cho nó đạt cái hiệu quả như con thì đối với sầu riêng á thì đối với trường hợp sầu riêng á thì quý con nông dân mình là có thể làm chúng ta gãi tùy theo cái độ tuổi của cái cây mà chúng ra gãi cho nó phù hợp như chẳng hạn là sầu riêng thì cây khoảng 2 năm thì mình gãi khoảng 2 kg có thể là cây một năm thì chúng ta gãi một kg còn cây khoảng 4 năm thì chúng ta gãi khoảng 4 kg hoặc là 5 năm thì chúng ta khoảng gãi khoảng 5 kg thì tùy theo cái độ tuổi của cái cây thì chúng ta gãi cái lượng hữu cơ cho nó phù hợp để giúp cho cái cây của chúng ta nó đủ cái gọi là cái nền hữu cơ để cây của chúng ta nó mau phát nha quý con thì à, sẵn tiện đây thì à, nam cũng chia sẻ à, cái video gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta thì à, về cái à, cái lượng mà gọi là hữu cơ đó, thì quý con nông dân mình biết rồi khi mà mình gãi đó, thì mình cũng không quá tập trung vào cái cậu gãy nha quý con không có quá tập trung vào cái cậu gãy như chẳng hạn cái cậu gãy là sao đối với trường hợp sầu riêng á quý con nông dân mình biết là cái cổ rễ á từ cái cổ rễ nè chúng ta gãi á là chúng ta phải chừa ra dùm cho nam tầm khoảng từ sáu bảy tắc sáu bảy tắc nè chúng ta gãi từ đây chúng ta gãy dài xuống dùm cho nam Gãy về dài, dài xuống dùm cho nam chứ không có gãy trực tiếp ở trên cái cổ rễ nha quý con đối với trường hợp phân hữu cơ hay là phân anh nbk gì cũng vậy chúng ta đại kỳ nhất là chúng ta không có gãy trên cái cụ rễ của cây sầu riêng. Còn ví dụ như kích tứ kích rễ, tứ kích rễ như chẳng hạn tứ cái xô ra uh, rễ giọt đọt sầu của bên nam thì quý con nông dân chúng ta cứ tứ thẳng vào cái cổ rễ là bình thường không sao hết nha quý con còn đối với phân hữu cơ hay là phân viên anh NPK thì né dùm cho nam cái cổ rễ này ra tại khi nhiều khi quý con nông dân mình gãi ở đây nè nó nhiều khi nó tạo cái độ ẩm nhiều quá thì nó dẫn đến tình trạng là bị thúi rễ cái nhất cái thứ hai nữa anh NPK chúng ta gãi vô đây nhiều quá thì nó đụng tới cái rễ thì cái rễ của chúng ta nó bị lỡ cổ rễ cho cái cây sầu riêng đó thì đó là cái đặc điểm mà để gãy cho cái sầu riêng chúng ta nhanh phát triển luôn con thì vườn sầu riêng này á, thì nam cũng dự định là cỡ khoảng tháng 8 tháng 9 của năm 2024 này thì nam sẽ tiến hành là xử lý làm bông cho cái vườn sầu riêng này à, về cái độ phát triển về cái độ nhánh thì quý con nông dân mình thấy là hiện tại giờ á, là cây nó cũng gọi là đủ nhánh đủ tàn đủ chi cây nó cũng gọi là đủ lá thì à, nam đang tiến hành là đang nuôi nuôi cây trong cái quá trình này là Nam đang nuôi quyết liệt nữa rồi để nó kịp với cái 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 gọi là cái độ tuổi của nó để mình sẽ xử lý làm bông cái mùa sắp tới của năm 2024 này. Thì thôi chiều rồi, Nam cũng uh, uh, chia sẻ bà con nông dân chúng ta về cái thước phim này. Thì uh, Nam cũng cảm ơn tất cả quý nhà vườn chúng ta cũng đã đồng thời theo dõi những cái video của bên Nam và Nam sẽ cố gắng ra nhiều cái đoạn video về sầu riêng hơn nữa để gửi đến tất cả những quý bà con nông dân trồng sầu riêng để làm sao để cho nó trúng mùa trúng giá cây được xanh tốt đẹp nữa quý con thôi năm chào tạm biệt quý con nha